Chúng ta đến với phần lựa chọn tiếp theo. Xin mời. Bạn Đỗ Anh Tuấn, 43 tuổi. Với cái số điểm của bạn Lê Hoàng vừa rồi thì anh có ngại không? Cũng rất là e ngại với cái tốc độ và cái kết quả của anh Lê Hoàng đấy ạ. Vâng. 90 giây của anh sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. 90 giây bắt đầu. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Long trời lở đất. Hoàn toàn chính xác, rất nhanh. Câu thứ hai. Vảy rồng. Chưa chính xác. Trên trời có vảy. Hai từ nhá. Là mưa sắp sửa kéo về nay mai. Nhớ gieo vần 68. Vậy gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Vậy TT. Xin mời. Câu thứ ba. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu? Nhất những buổi chiều mưa gió sấm chớp, nàng đưa mắt nhìn trời, lắng tai nghe nhưng có tiếng gọi ở chốn xa xăm. Hai. Hai. Đáp án hoàn toàn đúng. Câu thứ tư. Mời bạn che chắn hay là che chắn? Che chắn. CH. CH. Rất đúng. Câu thứ năm. Chôn ốc hay là chôn ốc? Chôn ốc. Chờ. Vâng, chính xác. Câu thứ 6, xin mời. Sắp xếp từ. Hoài bão. Hoàn toàn đúng. Câu thứ 7, nhanh lên nào. Đây là gì? Cá. Là gì đây? Bỏ qua. Bỏ qua. Câu thứ 8, hãy tìm từ tránh nghĩa với ngờ vực. Tin tưởng. Hoàn toàn đúng. Câu thứ 9, tuông có nghĩa là gì? Đổ. Chưa chính xác. Nói. Chưa chính xác. Khó quá, có thể bỏ qua. Tìm bỏ những câu dễ hơn. Bỏ qua. Câu thứ 10, mời bạn hãy viết lại từ sau cho chính xác. Hết giờ. Wow. Số điểm bạn có bây giờ là 6 điểm. Chúc mừng. Người chơi tiếp theo, xin mời. Trần Anh Dũng, 28 tuổi, kế toán. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh chào em, mình lại chào nhau ở lần thứ 8 à? Hình như nào? Em nghĩ là ngày hôm nay đến đây thì em rất là vui. Và sau khi mà thấy hai người chơi trước đã chơi thì em cảm thấy cũng khá là run khi mà hai người chơi đều đã đạt được những thành tích gọi là tương đối cao rồi. Nếu mà bây giờ bạn cảm thấy run ấy, bởi thành tích của hai người vừa thi ấy, thì tôi mời bạn vào luôn phần thi của mình. Anh lại làm cho em run hơn rồi. Nhưng mà thôi em tôi cũng chiến luôn anh ạ. À, chiến luôn không? Vâng. Chiến luôn, vỗ tên tay mình là anh Dũng mà. Vâng, anh Dũng. Anh Dũng xông lên. 90 giây của bạn anh Dũng bắt đầu. Xin mời. Sắp xếp từ. Đổ bộ. Hoàn toàn đúng. Sắp xếp từ. Bão hòa. Hoàn toàn chính xác. Tiếp theo, xoắn suýt hay là xoắn suýt? Bên trái. Bên trái, chính xác. Câu thứ tư. Sạt lở hay bên sạt? Trái. Bên trái, chính xác. Câu thứ năm. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Gần một năm sau, Lạc lao mình vào một mối tình bão lốc khác. Đó là chủ nhiệm cửa hàng mua bán xã. Một. Một, chính xác. Câu thứ sáu, mời bạn viết lại từ sau cho chính xác. Uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh. Đáp án chính xác. Câu thứ bảy, đôi ta chỉ quyết đôi ta, đá vàng cũng quyết, chấm 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 cũng liều, ba phong cũng ba liều. Phong ba. Hoàn toàn đúng. Câu này rất quen. Câu thứ tám nào. Yến bay cao lụt, mưa lụt. Rào lại lụt. Chưa chính xác. Tạch. Hoàn toàn đúng. Câu thứ 9, hãy tìm một từ đồng nghĩa với tích tiết con. Kiệm. Gì ạ? Tiết kiệm. Tiết kiệm. Cho một từ khác đi cho chính xác hơn. Tích lũy. Tích lũy. Được, chính xác. Câu thứ 10, mít ướt có nghĩa là gì? Ờ, không nhỉ. Hoàn toàn đúng. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Tầm nhìn xa. Hoàn toàn chính xác. Câu 12. Vật giá. Đúng rồi, câu 13. Cầm hơi. Chúc mừng em với câu cuối cùng không được điểm. Ghê gớm đấy ông kế toán ạ. Em vẫn hơi tiếc vì là em bị lỗi ở câu huỳnh huỵch. Em bị hiểu nhầm lệch từ huỳnh huỵch. Thế thành ra em viết nhầm và bị chậm không kịp để thời gian ở câu cuối cùng.
Vẫn còn tiếc à? Dạ vâng. Thế còn muốn thế nào nữa? Bây giờ nhìn tương quan lực lượng sơ sơ là bạn được khoảng... Em được 12 trên 13 câu. Thì vì là đã được 12 trên 13 câu, thế nên là em là tiếc khi mà cái câu cuối cùng mình bị chậm, thành ra là mình không có một cái việc đạt điểm tuyệt đối của vòng thi này. Thưa quý vị, bây giờ tôi mới phát hiện ra một điều là chơi vua tiếng Việt thì tốt nhất ý, là phải để nghề nghiệp ở nhà. Để cho tôi còn om om một tí. Chứ bạn chưa gì bạn đã làm phép tính là 12 trên 13 rồi thì tôi có cái gì để tôi nói nữa đâu. Bạn được 12 câu đúng. Dạ vâng, em cảm ơn. Biết rồi à? Làm phương pháp loại trừ, tôi đùa bạn vậy thôi. Chúc mừng bạn Trần Anh Dũng. Và bây giờ, cô gái duy nhất, em có lo lắng không? Dạ em có. Cảm xúc của em bây giờ so với lúc trước thế nào? Dạ em ngồi ở đây là đã rất là vui rồi. Nên là em hy vọng là mình sẽ được khoảng 7 câu ạ. Khoảng 7 câu. Người anh em đến từ vùng đất Xuân Đỉnh. Anh nhờ kế toán tính hộ anh. Em có muốn nói gì với anh Tuấn khi em đưa ra cái con số đấy không? Dạ anh về trước. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Mời bạn Nguyên một tràng vỗ tay với 90 giây của mình nào. Bắt đầu. Hãy viết lại từ sau sao cho chính xác, là từ chuẩn choáng. Bỏ qua. Bỏ qua. Xin mời câu tiếp theo. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu nguy lắm, nước lên to lắm, quan sở tại đòi riêng làng nhà phải có ít ra là 50 phu đi tập dịch. 2. 2, chính xác. Tiếp tục câu thứ 3. Nước lụt thì lụt cả làng, đắp đê chống lụt thiếp chấm thiếp chấm. Thiếp chàng. Hoàn toàn chính xác. Câu thứ 4, kiến đen tha trứng lên cao thế nào cũng có chấm 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 rất to. Bão vào. Chưa chính xác. Câu này dễ, câu này dễ, bình tĩnh đừng bỏ qua. Có cái gì? Mưa rào. Mưa rào hoàn toàn đúng. Câu thứ 5, sắp xếp từ. Đây là gì? Trong các bản tin dự báo thời tiết chúng ta rất hay nghe từ này. Bỏ qua. Bỏ qua, đó là hoàn lưu. Xin mời câu 6. Suy yếu SC là ạ. SC hoàn toàn đúng. Câu 7 nào. Mọi người dành những tràng vỗ tay đi ạ. Trơ trọi hay là trơ trọi? TR ạ. TR hoàn toàn chính xác. Đội có nghĩa là gì? Phương ngữ đội có nghĩa là gì? 10. Không phải. Em bỏ qua. Bỏ qua câu thứ 9. Hãy tìm một từ trái nghĩa với tan tành. Nguyên vẹn. Nguyên vẹn chính xác. Câu thứ 10. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Hết rồi. Chúng là đến lượt mình nó vẫn khác hẳn. Đến lượt mình lại khác hẳn. Vâng. Trong phần thi của bạn có một cái câu ca dao rất thú vị mà lúc đầu mà bạn không đoán ra, nhưng rồi cuối cùng bạn cũng đã đoán được. Kiến đen ta trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào rất to. Vâng. Thì cái loài kiến nó có khả năng rất là nhạy trước phản ứng với thời tiết. Cho nên là khi mà nó cảm nhận được rằng là sắp sửa có mưa mà ngập lụt, mà chúng ta biết rồi các loài kiến thì thường làm tổ ở dưới đất. Thì khả năng là ngập lụt sẽ rất là cao và là sẽ ảnh hưởng đến giống nòi, cho nên nó sẽ tìm cách nó tha trứng bảo vệ thế hệ sau, tha trứng lên cao. Đấy là một cái câu mà đúc kết rất là hay. Xin cảm ơn mình giả Sơn Hồng rất nhiều. Số điểm của bạn Y Nguyên 6 điểm. Người đàn ông đến từ Xuân Đỉnh. Lúc trước là có vẻ muốn nhường, đúng không? Còn cô gái đem lại nguồn sáng cho chúng tôi ở đây. Chúng ta bắt đầu nhé. Sắp xếp từ sau đây. Xin mời. Nhấn chuông. Chúng ta đang trong chủ đề về bão. Dông tố. Xin mời. Dông tố. Đáp án chính xác đó là dông tố. Hay là mình chơi lại? Cũng được ạ. Cũng được đấy. Người đàn ông ga lăng đến từ Xuân Đình. Và người mà chúng ta phải chia tay là bạn Nguyễn Y Nguyên. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xinh đẹp.